Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình đã đến một nhà khách hàng ở tại khu vực thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. Thì mình thấy cái nguồn nước ở đây rất là sạch, thì mình có quay một cái video này để cho mọi người xem là những cái thiết bị sử dụng ở bên trong của nhà khách hàng muốn tốt thì nó phải do đâu, nguyên nhân từ đâu thì nó mới tốt được, chứ không phải là cứ là cái sản phẩm mà mua đắt tiền mà đã tốt đâu nha mọi người. Đây là cái sản phẩm bình nóng lạnh mình đang bảo dưỡng. Và cái bình nóng lạnh này là loại rẻ tiền nhất của Azitone. Và cái loại này hay bị bục nhất. Thì mình cứ nghĩ là cái hàng sản phẩm này nó kém chất lượng là do bình, nhưng cũng không phải một phần đấy, là mình đã tìm ra cái nguyên nhân. Thì đây là do nguồn nước. Nguồn nước nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái bình nóng lạnh, nó sẽ nhanh bị bục và nó sẽ làm ăn mòn cái thanh mani nhỉ mọi người. Đây là thanh mani. Đây là mai xóa đốt nha. Thì mình sẽ đo nguồn nước cho mọi người xem là nguồn nước ở đây nó sạch đến mức độ như nào. Thì cái bình nóng lạnh này thì hiện tại ở bên trong này cái bình nóng lạnh sử dụng đã được khoảng 6 năm cho đến 7 năm rồi. Thì nguồn nước ở đây không bị nhiễm sắt, nên là vỏ bình ở bên trong này rất là sáng. Và bây giờ mình sẽ quay cái cận cảnh là cho đèn led ở bên trong mọi người xem là nó có bị han gì không nhé. Vẫn sạch tráng men như lúc mới luôn, khẳng định luôn. Thì đây là mình muốn chia sẻ cho mọi người biết là mình khám phá ra những nguyên nhân để cho mọi người hiểu. Đây là bên trong vỏ bình nha mọi người. Đây là mình soi hết cho mọi người xem nha. Mọi người có để ý cái rãnh 2m ở góc bên phải không? Đây mình sẽ quay hết các viền cho mọi người xem nha. Cái viền bên trong này nó không bị han gì luôn. Nếu như phải cái nguồn nước bẩn ấy thì khẳng định với mọi người trong 6 năm, 2 năm nó đã bị ăn mòn rồi. Nó đã sùi bọt hết cả lên rồi mọi người ạ. Sùi hết cái sắt ấy. Đây mình quay hết viền cho mọi người xem. Từ viền trên cho đến viền đáy nhá. Đấy. Mọi người nhìn kỹ nhá, đấy. Đây là cái phần đáy của cái cuống bình này nhỉ. Mọi người để ý hai cái mép nối nhá. Vẫn còn nguyên luôn, như mới luôn. Thì đây mới khi bây giờ Lộc Tài đã nhận ra rằng tất cả bình chất lượng hay không thì là cũng phải do nguồn nước nha mọi người. Bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem cái nước từ giếng bơm lên nhé. Đây là nước ở khu vực thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Và bây giờ mình sẽ bơm trực tiếp từ vòi. Mình sẽ đo bằng bút đo kim loại nhé. Bút này chỉ đo được độ nhiễm của kim loại thôi. Và đây là cái bút đo chỉ số của nó, mình đo nhé. Đây mọi người nhìn rõ chưa? Chỉ số của nó là dao động từ 0.28 đến 0.30. Đấy. Và đây là nguồn nước cực kỳ sạch nhất của Sơn Đông này tại thời điểm hiện tại là mình đã đo được. Còn một cái nguồn nước mà sạch nhất ở cái khu vực gần chỗ Sơn Đông mình thì là đấy là khu vực Cổ Đông. Thì là chỉ số là 0.16 bằng máy lọc nước. Còn đây là nước sạch từ thiên nhiên. Nhưng mà nguồn nước này thì hơi nhiễm đa vôi một chút, một xíu thôi, cũng không phải là quá nhiều so với nước máy. Đấy, cho nên là vẫn đảm bảo không bị lo sỏi thận, vẫn uống thẳng được. Và uống cái nguồn nước này rất là ngọt nha mọi người, vì nó là nước sạch từ thiên nhiên. Thì đấy, bây giờ mình kết luận với mọi người là tất cả những thiết bị mà sử dụng liên quan đến nước, cho đến vòi hoa sen, bình nóng lạnh, bồn cầu hay là những cái sản phẩm gì mà liên quan đến nước, thì nguồn nước sạch chính là yếu tố để mà cho thiết bị bền nhất. Bây giờ mình xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ nếu cảm thấy video này thực sự hữu ích.